Xuân Phát Tài 14, chương trình ca nhạc chào xuân Giáp Thìn với chủ đề Những nẻo đường xuân đến sẽ mang không khí mùa xuân tới mọi nhà. Kính thưa quý vị khán giả yêu quý, lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang dành thời gian để đến cùng chương trình đặc biệt Xuân Phát Tài lần thứ 14. Nhịp bước trên hè phố rộn ràng, hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Xuân Phát Tài 14 với chủ đề Những nẻo đường xuân đến, mong muốn cùng không khí xuân trong hành trình của niềm tin và hy vọng vào một năm mới phát tài phát lộc. Xuân Phát Tài 14 sẽ là sợi dây kết nối yêu thương, mang không khí xuân đến gần hơn với mọi người, mọi nhà và lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa. Cái này là chính xác đây này. Cái này chính xác ngay tại đất này này. Như nào? Lúc nào cũng làm, mấy giờ anh về? Hôm nay định ăn gì? Lương đã lụm đủ chưa ấy nhỉ? Bà ơi tôi muốn xin lỗi bà, tôi hứa bây giờ không lầm. Xuân Phát Tài 14 là chương trình nghệ thuật